Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Trong đó có nội dung đề nghị các tỉnh thành cần bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức kỳ thi. Lưu ý không thu phí dự thi đối với tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tại địa phương. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng nhấn mạnh việc chỉ đạo điều hành công tác tổ chức kỳ thi bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế hay điều kiện đi lại. Bố trí các điểm thi hợp lý, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nghiêm túc, an toàn và tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 767 trên QĐ-TTC phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2040. Mục tiêu quy hoạch là phát triển Phú Quốc trở thành một đô thị biển đảo đặc sắc, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ có bản sắc chất lượng cao, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, trung tâm thương mại dịch vụ và trung tâm chăm sóc sức khỏe điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao ở tầm cỡ khu vực và quốc tế. Quy hoạch đa dạng các không gian phát triển du lịch dịch vụ cũng như sản phẩm du lịch theo hướng hình thành các khu vực phát triển du lịch đặc trưng, nghiên cứu tổ chức đan xen hợp lý các chức năng đô thị và chức năng du lịch để đảm bảo sự phát triển cân bằng hiệu quả và hấp dẫn trong toàn thành phố Phú Quốc. Tối 24 tháng 6, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, bộ đội biên phòng An Giang cho biết vừa phát hiện tạm giữ một phụ nữ tên Tri Sophia, sinh năm 1973, ngụ tỉnh Ta Keo, Campuchia, vận chuyển trái phép 1,1 kg vàng và 4,85 gram bạc trái phép với ước tính trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng qua biên giới Việt Nam. Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu người phụ nữ khai nhận số nữ trang được người em chồng tên Srenian nhờ Tri Sophia vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam để bán lấy tiền. Theo kết quả giám định ngày 24 tháng 6 của Phân viện Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ số nữ trang là vàng và bạc. Lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 24 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một thiếu niên tử vong thương tâm. Trước đó, vào chiều ngày 23 tháng 6, em LVV 16 tuổi và hai người bạn 15 tuổi đi câu cá tại hầm khai thác đất ở ấp An Thọ, xã An Cơ và sau đó cả ba rủ nhau xuống hầm tắm. Khoảng 30 phút sau, em LVV bị đuối nước và mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương tiện tìm kiếm. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách bờ khoảng 7 mét. Sáng 25 tháng 6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tìm kiếm một học sinh mất tích khi tắm biển. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 6, ba học sinh ở phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh rủ nhau ra bãi biển giáp tranh giữa phường Hải Ninh và Hải An chơi. Trong lúc chơi, MNTM 13 tuổi và BSN 15 tuổi xuống biển tắm thì bị sóng cuốn trôi ra xa. Nghe tiếng kêu cứu, người dân trong khu vực chạy tới ứng cứu. Sau một thời gian thì đưa được nạn nhân M lên bờ, tuy nhiên đã tử vong. Riêng MN bị sóng cuốn mất tích. Ngày 24 tháng 6, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật lưỡng đảng, được coi là quy định về vũ khí quan trọng nhất trong gần 30 năm qua ở một đất nước đang bị chấn động bởi các vụ xả súng xảy ra hàng ngày. Với 234 phiếu thuận và 193 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã tán thành đạo luật cộng đồng an toàn hơn dài 80 trang về kiểm soát súng đạn. Toàn bộ thành viên đảng Dân Chủ bỏ phiếu thuận, trong khi 14 thành viên đảng Cộng Hòa ủng hộ dự luật này. Dự luật này là một sự nỗ lực mang tính liên bang mới quan trọng nhất nhằm giải quyết nạn bạo lực súng đạn tại Mỹ kể từ khi lệnh cấm vũ khí tấn công có hiệu lực trong 10 năm, hết hạn vào năm 1994. Sau khi được Quốc hội Mỹ thông qua, dự luật sẽ được Tổng thống Joe Biden ký ban hành vào sáng 25 tháng 6 theo giờ địa phương.